Kính mời quý đồng hương Phật tử tham gia ghi danh học Phật. Ngày 28 tháng 5 năm 2022, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc sẽ khai giảng khóa học mới. Khóa học 3 năm mới mở một lần. Giáo trình được thiết lập từ thấp đến cao, thích hợp cho mọi trình độ căn cơ, với tập thể 12 vị giáo thọ sư dày dặn kinh nghiệm nhiệt thành truyền trao. Chúng tôi tin rằng sau khi tốt nghiệp, quý vị sẽ gặt hái rất nhiều an lạc và hạnh phúc. Người Phật tử có hiểu biết chân chánh luôn lấy trí tuệ làm sự nghiệp. Vì thế, chưa học Phật, chưa lấy trí tuệ làm sự nghiệp thì chưa phải là người Phật tử có hiểu biết chân chánh. Trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử tham gia ghi danh học Phật. Chi tiết xin liên lạc Thầy Giám Viện Thích Huyền Châu, điện thoại 714-328-6087 hoặc xem tại www.bodephatquoc.org.